Hi, what's the weather like Ho Chi Minh in Vietnam? What's the weather like in Ho Chi Minh? Weather, Yes. yeah, what's the weather Now, like? Yeah. now the rainy season, Yeah. so sudden rain Yeah. and difficult for move go Move. to work or everyone go out because Mm. sudden rain, so the people cannot prepare and wear raincoat. Yes, Okay. and have a lot of weather in the street, the same stormer season. So get wet. Okay. My God, request anyone Okay, and I see, I see. because for move. It's now it's a rainy season in Ho Chi Minh. Yes, and everyone cannot buy some food, some shoes in streets. Okay. So difficult to Difficult to move. live daily life. Yeah. Okay. And And how about in Korea? Tengbet. You can ask me Tengbet and I'll À, remember. Yeah. thời tiết ở Hàn Quốc bây giờ như thế nào? Khu vực của tôi Thế nào? của tôi kia là nắng. Nắng now bây giờ mùa xuân mùa hè căn căn yeah okay near typical okay we study about today story yeah now we leave you the time is story. Can you read Yeah. one paragraph? Vietnamese. Yeah. One paragraph and then I'll read it. Okay. Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi thoai thoải và một con sông lấp lánh, có một cộng đồng người cùng chia sẻ sở thích yêu thích nhất của họ, như là làm vườn. Thị trấn này tên là Greendale, nổi tiếng xa gần vì những khu vườn tươi tốt và hoa lá rực rỡ, thu hút du khách từ các vùng lân cận đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự bình yên mà người làm vườn mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Ok, tôi sẽ đọc. Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi tôi và một con sông lấp lánh, có một cộng đồng người cùng chia sẻ sở thích yêu thích nhất của họ lâm bùn. Thị trấn này tên là Green Day, nổi tiếng xa căn vì những khu vùng tuổi tốt và họ là lực lượng du khách chú khách từ các vùng lãnh đang đem chiếm những vẻ đẹp và xu hướng biển mà làm vùng mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Ok, and Mỗi buổi sáng, khi mặt trời bắt đầu mọc, người dân Greendale có thể được nhìn thấy đang chăm sóc khu vườn của mình. Từ những đứa trẻ nhỏ đến những người già, tất cả mọi người đều tham gia vào hoạt động yêu quý này. Đó là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Đàn ông, phụ nữ, trai và gái làm việc bên nhau, đôi tay họ chìm sâu vào đất. Đất đen giàu dinh dưỡng, trồng hạt giống và chăm sóc những cây đang mỗi buổi lớn. sáng khi mặt trời bắt đầu mọc, người dân Green Day có thể được tin tại đang chăm sóc từ vườn của mình từ những chú trẻ nhỏ đến những người già
Ta có mồi nhôi, dù tam giá bao quát tốn, dù vui này. Đó là một căn chuyến tăng nhuận mổ, đàn ông và phụ nữ, trai và cái làm việc với nhau. Tôi tải, cô chim xảo, bao đất tên chào chim dưỡng, dũng hết chốn và chăm sóc những cái đáng luôn. Ok. Bà con sinh một cụ một bà cụ quá bụa là một trong những người làm vườn tận tụy nhất trong thị trấn. Khu vườn sau nhà bà là một thiên đường thực sự, với đủ loại hoa nở rộ trong sự hài hòa hoàn hảo. Bà thường mời hàng xóm đến uống trà, nơi họ ngồi trong khu vườn của bà, bao quanh bởi hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và hoa li li, và nơi chia sẻ những câu chuyện cùng những mẹo làm vườn. Bà Thompson, một bà cụ cô vợ, là một trong những nỗi làm vườn tàn tụy nhất trong trí trăng. Khu vườn sau nhà và là một chén tự túc xứ bồi từ lỗi hòa nổ lỗ trong sự hài hòa hỗn hào và chúng mọi hàng xóm đến uống trà nồi hộ ngồi trong khu vườn của bà. Bao quanh bồi khung tôm ngọt ngào của hoa hồng và hồ lily và chia sẻ những câu chuyện cũng những mèo làm hương. Ok. Một mùa hè nọ, thị trấn quyết định tổ chức một lễ hội làm vườn lớn, một sự kiện kỷ niệm sở thích yêu thích của họ. Mọi người đều phấn khích và háo hức tham gia. Sự kiện bao gồm một chuyến tham quan khu vườn, nơi du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất ở Greendale, và một cuộc thi làm vườn với các hạng mục khác nhau như cắm hoa đẹp nhất, rau củ lớn nhất và thiết kế khu vườn sáng tạo nhất. Mùa mưa hay nọ thì chàng quy trình tổ chức một lễ hội làm vùng lộn, một sự kiện kỷ niệm sổ tiết yêu thích của hồ. Mọi người giữ phan kích và hào hức tham gia. Sự kiện bao gồm một chuyến tham quan khu vườn, nơi du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất ở Greendale. Và một cuộc thi làm vốn bồi các hạng mục khác nhau như cắm hoa đẹp nhất, lau củ lún nhất và thiết kế vốn sáng tạo nhất. Toàn thị trấn rộn ràng hoạt động. Các gia đình cùng nhau chuẩn bị khu vườn của mình. Trẻ em làm các vật trang trí khu vườn kỳ diệu. Và các nghệ sĩ địa phương đóng góp những bức tượng và tranh vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tinh thần cộng đồng và tình đoàn kết đã rõ ràng khi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vườn. Toàn chỉ chắn lớn làng phát tung, các gia đình cùng nhau chuẩn bị của vùng của mình. Để em làm các bát trang trí của vùng kỳ dữ và các nghệ sĩ và chú phương đồng góp những bức trắng, bức trống và tranh về lễ cảm hứng từ thiên nhiên. Tin tàn không đúng và tin đoàn kết ta lộ lắng thì muốn nói cũng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vườn. Vào ngày diễn ra lễ hội, thị trấn đã biến thành một xứ sở thần tiên đầy màu sắc và hương thơm. Những biểu ngữ và lồng đèn trang trí đường phố và các gian hàng cung cấp dụng cụ làm vườn, đồ thủ công tự làm và những món ăn ngon tự làm xếp đầy quảng trường thị trấn. Chuyến tham quan khu vườn đã thành công rực rỡ, với những du khách ngạc nhiên trước những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ và những màn trình diễn nghệ thuật làm vườn sáng tạo.
Vào này trên là lễ phối thì chẳng đã viễn thành một số sổ tan thiên đầy màu sắc và hướng tôm tôm nóng nhúng dù ngũ và đến lỗ trang trí Trung Quốc và các trang hăng cung cấp giúp cư lãm vương đồ chú công chúa làm và những món ăn ngon chú làm xếp tay quan chung thị trấn xuyên tham quan vương đà thành phố lắc lô vội những du khách nhật nhiên chức những khu vườn đất chăm sóc thì bà nhưng mà đi diễn diễn nhất chuốt làm vương sáng tạo. Cuộc thi làm vườn là điểm nhấn của lễ hội. Ban giám khảo bao gồm các nhà thực vật học nổi tiếng và những người nổi tiếng ở địa phương đã cẩn thận xem xét từng bài dự thi. Bà Thompson đã giành được giải cắm hoa đẹp nhất với bó hoa Dahlias và hoa hướng dương rực rỡ của mình. Gia đình Johnson đã giành giải rau củ lớn nhất với quả bí ngô khổng lồ của họ. Và cô bé Amma Green đã giành giải thiết kế khu vườn sáng tạo nhất với khu vườn cổ tích kỳ diệu của mình, hoàn chỉnh với những ngôi nhà nhỏ và cây cảnh tí hon. Bước si làm vương là tìm nhất cứ lời hội văn chăm cao bao gồm các nhà chức bát khố nội tiền và những ngôi nội tiền gia phương đã can tâm xem xét tướng bài chủ thi bà Tôn Sơn đã giác đức trai cầm hỏa đẹp nhất với bộ phố Đà Lạt bà Hồ Thuống Thuống dùng lốc lỗ của mình gia đình Johnson đã dàn trái lao cù lôn nhất mỗi quả bị ngõ không lộ của họ bà cô bé em mà Rin đã dàn dắt thiên kia cù vùng sang tàu nhất mỗi cù vùng cổ thích thi chư của mình còn chính bởi những ngõ nhà nhỏ bà cài căn nít hôn. Okay. Khi lễ hội kết thúc, người dân Greendale tụ tập lại quảng trường thị trấn để tham dự một bữa tiệc lớn. Họ chia sẻ những câu chuyện về những thành công và thử thách trong việc làm vườn, trao đổi hạt giống và cây giống, và lên kế hoạch cho các dự án tương lai. Niềm tự hào và sự hài lòng từ sở thích yêu thích của họ hiện rõ trên nụ cười và tiếng cười của họ. Y là khỏe kết thúc nhồi nhắn Green để tụ tập tại quan chung tiếp chan để tâm dự mùa vụ chiếc lôn hồ cha xe những câu chuyện về những tân cung và từ tân chung để biết làm vùng trao đổi hạt chung và cây chung và lề kế hoạch cho các chú an chúng lại nhiễm chư ảo bà su hài long chư sổ trích như trích quả hồ hiến lâu trên như quái bà thiên quái quả hồ. Ok, last. Lễ hội làm vườn đã trở thành một truyền thống hàng năm ở Greendale, ngày càng trở nên ngoạn mục hơn qua từng năm. Đây là chứng minh cho tình yêu bền vững của thị trấn đối với làm vườn và những mối liên kết mạnh mẽ được hình thành trong cộng đồng. Thông qua sở thích chung, người dân Greendale không chỉ tạo ra những khu vườn đẹp mà còn nuôi dưỡng một cảm giác đoàn kết và niềm vui, khiến thị trấn của họ trở thành một nơi thực sự đặc biệt để sống. Ok, lễ hội làm vườn đã trở thành một chuyến tung hàng năm ở Green Day. Này càng trở nên
Ngủ hôn của trung tâm. Đây là mình cũng chỗ chính như bên vùng của thị trấn. Tôi vội làm vùng mà nụ môi liên kết mắm mê thực hiện thành chung là công đồng tôn của số tích chung ngồi dân Green Day không chỉ tạo là những khu vườn đẹp mà còn ngô dung một cảm giác tổ kết và niềm vui trên thị trấn của hồ cho tân mồ nôi thực sự đặc biệt để sống. Tôi đã hút Molan Boy Mr. Tan ở Nhật Bản và New Việt Nam. So tôi có thể hiểu 4%, 40%, 40%. Wow, Yeah, with yeah, the good. this nữa. I one one time. Yesterday I studied one time. Okay. So and That's then. why. That's Yeah. why you read very well. Okay. So So tomorrow, how I can translate now? okay. And then this question, can you ask me the question? Sở thích yêu thích nhất của người dân Greendale là gì? So thích yêu thích nhà của người dân Green Day là gì? Là nhồi dân Green Day là thích thích yêu thích của nhồi dân Green Day là làm vùng. Yes. Nice. Nên Bà Thompson là ai? Và dạ bà nổi tiếng về điều gì? dạ so thích yêu thích nhất của ngôi dân Green Day là làm vùng. Ok Okay. ok Bà Thompson là ai? ok second question. Bà Thompson là ai? Và nổi tiếng về điều gì? Bà Thompson là ai? Bà nổi tiếng về điều gì? Đúng Bà rồi. Thompson là nổi tiếng. Bà Thompson thích làm vườn. Bà Thompson có Hoa hướng dương, hoa hướng dương, hoa hướng dương, dahlia something, I và don't know, lily, điều gì, đúng rồi. về điều gì, bà Thompson có khu vườn đẹp nhất ô Greenville bị nên dân khu vườn dân nhồi dân mô bà Thompson mô Green Bay và ông cha hồ nói về phương pháp làm vùng về làm vùng Yes. Và ok trao đổi hạt giống ok let me và check đưa ra những phương án hiệu quả nhất. Ok. Bà Thompson là mô bà khu bùa bùa ô Green Day. Mô bà khu khu bùa bùa khu bùa bùa. Bà cụ quá bùa. It Quá means bùa. he What be her do you husband mean bùa passed away. Yes. bùa? So she Widow, widow. That means bà khu bùa bùa. Nổi tiếng là một người làm vườn tận thế từ vô khu vườn sau nhà đại hóa giữ bạc sắc ok màu sắc live alone. It's mean màu sắc a lot of color and a lot of color. Very nice. khu vườn A yes lot of flower and have many flowers. ok question. Một mùa hè nọ, thị trấn đã quyết định điều gì để kỷ niệm sở thích yêu thích của họ? Mùa mùa hè nọ thì chẳng đã quyết định là để kỷ niệm số tích yêu thích của hồ 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 quyết định đủ làm lễ hội cho làm vùng lễ hội
Liễu Khôi rồi Liễu Khôi, Liễu Khôi, Liễu Khôi cho làm bún. Dạ, Tí Chan, là Tí Chan là gì? Tí Chan là Thị people. trấn, Dạ, yeah, people. not crowd up the same the city, big city, because À. it mean the nông thôn, it mean countryside, and that to thị trấn, À. and that to, yeah, biggest is mean the city. Okay. Đi chan. So, thị trấn ở middle, countryside and city. Đi chan đã quyết định tổ chức một lễ hội làm bún, lần để kỷ niệm qua hồ đối với làm bún. Okay. Okay, next Thị trấn is mean chain like the town. question. Những hoạt động nào đã được bao gồm trong lễ hội làm vườn? Những hoạt động nào đã được vào công chúng là phố làm vườn? Những hoạt động nào đã được vào công chúng là phố làm vườn? What activities? Nhu chan, có lên bên gia đình cùng nhau làm bún ô chị em trang trí làm bếp trang trí cho chung phố trang trí and nghệ sĩ dù phong phong phú trang làm bếp phú trang và I don't know sculpture or something from tu nhiên thiên to nature nhiên thiên Thiên nhiên. thiên nhiên thiên nhiên là hồ làm vốn vào cũng một chuyện tăng quản của chúng mà và một phút chi làm cùng với các thăng mục như cam hóa đẹp nhất lão cụ lỗ nhất và tinh kết của vương sang tàu nhất this one Cộng đồng đã chuẩn bị cho lễ hội làm vườn như thế nào? cộng đồng đã chuẩn bị cho lễ hội làm vườn như thế nào I misunderstood. This is my about it. Nhưng hoạt động nào đã được vào công chúng lễ hội làm bùng. This question is about three things about I misunderstood. This one is Cộng about đồng tăng quan của vùng community một cái là tăng vùng của các chấm hoa đẹp nhất lão cù lôn nhất tiên kê khu vùng sang tàu nhất sri sri ba lan phố dỗ hoạt động ba hoạt mission động. mission 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 yes hoạt động ba hoạt động là hoa đêm nhất lão cù lôn nhất tiên kê khu vùng sang tàu nhất I misunderstood. My answer is chuẩn bị là gia đình cùng nhau làm bếp làm bún trẻ em làm bếp trang trí chỗ chung phố Children. nghệ Đi sĩ chung phong làm bức tranh và không biết sculpture từ thiên nhiên nhiên. từ thiên nhiên let's see các gia đình cùng nhau chuẩn bị cuộc vốn của mình trẻ em làm các bát trang trí cuộc vốn kỳ diệu và các nghệ sĩ gia phương đồng cao cô những bức tranh là painting mà Yeah. trang về trang trang về trang
là sculpture, là cảm hứng từ thiên nhiên. Ok. Ok, question. Ok. Bà Thompson đã giành được giải thưởng gì tại lễ hội làm vườn? Bà Tôn Xuân đã giành được giải chứng chỉ tại lễ hội làm vườn. Bà Tôn Xuân giúp ông cha cho Nhoi Jan Green Bay and Hồ nói về làm việc vùng chung lại. Bà Thompson đã chan đức chai cam hoa đẹp nhất bồi bồ hồ đìa lia và hồ hùng tức lộc lô của mình. Okay, I misunderstood again. Bà Thompson đã chan hồng đốc chai chung chi tại lại hồi làm bùng, làm bùng. Làm bùng, what did she do for her gardening? And then Thompson đã chan đức chai cam hoa đẹp nhất. Bồi bồ hoa, dahlia, hoa, hoang, hoang là sunflower. Hoang chúng là sunflower. Lắc lô của mình, lắc lô. Ok, question. Gia đình Johnson đã giành được giải thưởng gì tại lễ hội và với một dự thi nào? Gia đình Johnson đã dành tốc chạy chúng gì tại lễ hội Lễ và vui mục từ thế nào thế nào. Chúng chỉ tại lễ hội. Gia đình Johnson có đã có lau lôn nhất. Lau lôn nhất. Pumpkin. Big one. Lau lôn. Lau lôn. có giải lao And động then, phải là lớn nhất. lao động the pumpkin. Mục tiêu thế nào? Ok. Hả? Lễ hội làm vườn đã ảnh hưởng lâu dài như thế nào đến cộng đồng Greendale? Đại vũ thích luôn. Hồ cha sẽ những câu chuyện về những tăng công và tiêu tăng chung về làm vương, trao đổi hạt chung và cây chung. Và lên kế hoạch cho các chú ăn chung lại. This one. Let me Một số check. người dân Johnson. Johnson. Some friend. Johnson Okay. gia đình Johnson đã giành được giải thưởng gì tại lễ hội và với một dự thi nào? Gia đình Johnson đã dành giải lau cu lôn nhất Nhưng bồi sao qua không bị chỉ biết nhổ trong không đổ qua business. hồ. Big big pumpkin. They got Ok. big big pumpkin. Ok. And next question, ai đã giành giải thiết kế khu vườn sáng tạo nhất và thiết kế của họ là gì? Ai đã dành giải thiết kế cuốn phúc sáng tạo nhất và tính kết của cô là gì? Dạ. Ấy là cho em, like Emma, Emma, and then của cô là gì? Tính kết của cô, để làm việc, công việc. thiết kế mình bị sai, bị Có khó, bị về em sai. là trên đền đa gia chính cha trên kê khu vung sáng tạo nhà tội khu vung Khu khu vườn của di chuyển của mình hồ trên bôi những ngồi nhà nhỏ và cây canh kỳ hôn. Ok, Dạ. ok. Ok, last question. Người dân Greendale đã làm gì tại bữa tiệc lớn sau lễ hội? Nhồi dân Green Day đã làm chi tại vụ chiếc lớn xạo là hồi.
Sau lễ hội, người dân Green Deal nói về chung lại lễ hội do làm vương của hồ, chung lại. Nói về Thầy bà thịt lỗ cũng chia câu sẻ chuyện những thành công, câu chuyện về have những a tấn plan. công, tấn công chưa tập Thực ra trung để làm vùng trao đổi hạt giống và cây giống và lên kế hoạch cho các chú ăn chung lại kế hoạch chú ăn chung lại. Ok, plan for, yes, tomorrow have a we plan. project tomorrow we review about English Tiếng Anh. Ok. So and then Yes, tomorrow. you read a little bit. Yes, I send a PDF file and then 1 minute left. Thank you for